Thưa quý vị và các bạn, 12 giờ trưa nay, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị về công tác phòng chống lụt ngập úng và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung bàn về phương án ứng phó trong bối cảnh lũ trên sông Hồng và sông Luộc tiếp tục dâng cao, trọng tâm là vấn đề di chuyển người dân và tài sản trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, bố trí nhân lực, vật liệu để xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn đê điều, vấn đề chống úng, ngập tại các khu vực nội đồng, công tác hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, tập trung tối đa nhân lực, vật lực để ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh lực lượng vũ trang, cần huy động thêm nhân dân, đội ngũ, công viên chức tại các cơ quan, đơn vị sẵn sàng tham gia chống lũ khi cần thiết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt tình hình mưa lũ. Đồng chí cũng phê bình cấp ủy chính quyền một số địa phương còn chủ quan, chậm trễ trong công tác ứng phó với mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hai nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là di dời người dân và tài sản ở khu vực nguy hiểm, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Trong ngày hôm nay phải di dời hết dân ra. Bên cạnh cái sự tuyên truyền vận động thì nhất định là phải dùng các biện pháp cưỡng chế người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phải xác định được các cái vị trí cho người dân tránh lũ. Các nhà cao tầng, các cơ sở giáo dục đào tạo không đáp ứng nổi thì phải báo cáo lên tỉnh để có phương án về hỗ trợ để phân tuyến, phân luồng cho người dân đến cái nơi mà tránh lũ. Vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đê điều. Tôi đề nghị các đồng chí tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các tuyến đê. Trọng tâm, trọng yếu vẫn là 15 điểm mà chúng ta đã xác định được ở trong phương án 82 của Ủy ban dân tỉnh. Sẵn sàng vật tư, vật liệu, rồi trang thiết bị, ứng phó kịp thời. Mình có mấy cái cầu bắc qua cũng phải rà soát, đánh giá sức chịu đựng của các cầu ấy trong trường hợp một lũ sông Hồng, sông Luộc nó lớn như thế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các điểm sơ tán người dân phải đảm bảo hậu cần. Sở Công Thương đảm bảo về lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động tiếp nhận và cứu trợ những trường hợp khó khăn. Ngành y tế đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ. Quan điểm của tỉnh là đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân.